Kính thưa đồng bào quý mến, đồng bào biết là đất nước chúng ta và dân tộc chúng ta vô cùng đặc biệt. Dân tộc chúng ta là một giống dân hiếu vì đạo. Mà đạo thì sẽ giúp con người có cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng, tồn tại, hòa mình cùng càn khôn, đầy ý nghĩa, vinh quang. Và con người chúng ta, con người dân Việt chúng ta thì rất là hiền hòa, bản chất rất hiền hòa. Và nói riêng về đất nước chúng ta thì kính thưa đồng bào thân mến, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho dân Việt chúng ta có một đất nước mà tôi có thể nói là đẹp nhất trên thế giới. Đồng bào để ý từ Bắc xuống Nam sát bờ biển, mà bờ biển Thái Bình Dương thì đẹp vô cùng và ấm áp. Kính thưa đồng bào, đẹp vô cùng. Một dân tộc hiền hòa hiếu vì đạo, đó là nền tảng sống còn của càn khôn. Và chúng ta được Cha Trời ban cho có một đất nước vô cùng tuyệt mỹ, đẹp tuyệt vời. Và một giống dân hiền hòa và vô cùng túng tú. Đồng bào thấy hình ảnh ông Rồng bà Phụng hiện ra, ông bà Tổ tiên hiện ra vô cùng tuyệt vời, tuyệt hảo mà tôi đã trình bày bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào thân mến, một dân tộc và một đất nước như thế, hỏi tại sao tất cả nhân loại lại không thèm thuồng? Vì thế tất cả trên thế giới khi mà họ biết dân tộc chúng ta ở đâu và đất nước chúng ta ở đâu thì trước sau gì họ cũng đến để họ chiêm nghiệm, thưởng thức, giao thoa. Thì thôi cũng được đi, chiêm nghiệm, thưởng thức và giao thoa để mà cùng nhau học hỏi, để mà sống san sẻ tình thương yêu thì cái việc nó tốt lắm. Đằng này, sau khi giao thoa, thưởng thức, chiêm nghiệm rồi, họ lại gợi ý tham, tham lam, ích kỷ, hung dữ, ác độc, rồi họ lại muốn chiếm đoạt chúng ta, trấn áp chúng ta và bắt chúng ta làm nô lệ, thì cái chuyện này quá đáng, không thể chấp nhận được. Và dân tộc chúng ta đã từng bị bắt làm nô lệ một cách vô cùng đau đớn, và phải nói là vô cùng khủng khiếp, đau đớn. Đồng bào biết rồi. Và đương nhiên, ông bà tổ tiên chúng ta, ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta, ông bà tổ tiên chúng ta là Phật của càn khôn, lớn hơn Phật Thích Ca, lớn hơn Phật Ấn Độ. Ông bà tổ tiên chúng ta, Phật càn khôn lớn lắm. Đồng bào có biết là ông bà tổ tiên chúng ta là những đứng trưởng lão và là những vị mà ở gần Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng nhất không? Chỉ sao Thiên Chúa Giêsu thôi, bởi vì Thiên Chúa Giêsu là con đầu lòng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Tuy nhiên ông bà tổ tiên chúng ta là những cái đứng ở gần nhất, gần Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng nhất. Tôi sẽ nói về phần đó sau. Và thưa đồng bào, ông bà tổ tiên chúng ta đã nhiều lần nhiều phen chứng minh cho những giống dân khác, những giống dân mà bắt chúng ta làm nô lệ, tức là mới đầu là thưởng thức, chiêm nghiệm, giao thoa để học hỏi từ chúng ta, rồi sau đó bắt chúng ta làm nô lệ. Thì những giống dân đó đã bị ông bà tổ tiên trăm họ Bách Việt chúng ta đánh tơi bời, dạy cho những bài học vô cùng đích đáng từ cổ chí kim cho đến ngày hôm nay. Kính thưa đồng bào thân mến, và cái trận mà vĩ đại nhất mà ông bà tổ tiên trăm họ Bách Việt chúng ta đã dạy dỗ cho nhân loại, nói thẳng là như thế, đó là trận ông bà tổ tiên chúng ta trăm họ Bách Việt đã đánh tan quân Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13 do Đức Thánh Trần Hưng Đạo lãnh đạo.
Và thưa đồng bào, Đức Thánh Trần Hưng Đạo là tướng nhà trời. Phần đó tôi sẽ nói sau khi mà cha trời mở miệng tôi cho phép tôi trình bày về phần đó. Kính thưa đồng bào thân mến, Hàn Lâm Viện Thế Giới cũng như Hàn Lâm Viện Anh Quốc có đề cử và xác nhận như thế. Ông bà tổ tiên là của chúng ta là những đấng đã chiến thắng trận đánh quy linh và oai hùng nhất lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, đó là trận đánh tan quân Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13, đánh 3 trận trong vòng 30 năm. Vâng, thưa đồng bào thương mến, đến ngày hôm nay chúng ta một lần nữa đã và đang bị cấu xé bởi thế giới, những đất nước khác. Tôi chỉ nói đến gần đây thôi. Chúng ta đã bị bọn Tàu Cộng, bọn Âu Châu, vân vân và vân vân. Nói chung là những giống dân khác trên thế giới, họ đã chèn ép chúng ta và bắt chúng ta làm nô lệ cho chúng. Kính thưa đồng bào thương mến, nói gần đây nhất là khi mà Hồ Chí Minh bị bắt làm nô lệ bởi bọn Cộng sản, Nga Xô và Tàu Cộng. Thì kính thưa đồng bào, chuyện gì xảy ra? Tàu Cộng đã ra lệnh cho Hồ Chí Minh ép buộc thanh niên thiếu nữ miền Bắc giết chóc sát hại người miền Nam, và đến giờ phút này là kể như làm nguy hại vô cùng khủng khiếp đối với cả một đất nước hiền hòa, hiếu vì đạo, một đất nước đẹp tuyệt mỹ và một giống dân vô cùng hiền hòa, hiếu vì đạo, thanh nhã, tuấn tú, đẹp tuyệt vời, một giống dân đẹp tuyệt vời và là một giống dân con cưng của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Kính thưa đồng bào thương mến, hàng triệu triệu người đã hy sinh, đã chết bởi bàn tay của Cộng sản và bọn tự do quá trớn. Đến giờ phút này chúng ta có quyền, đồng bào nghe câu tôi nói nè, chúng ta có quyền ra lệnh cho họ chấm dứt. Bởi vì chúng ta đã và đang có tất cả những phương tiện cần thiết và những phương pháp cần thiết để làm việc đó. Đó là gì? Chúng ta có những phép lạ vô cùng vĩ đại. Khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra, khuôn mặt sư tử nhà Chúa hiện ra trong sách Khải Huyền có nói về phần đó. Khuôn mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra, và đương nhiên đặc biệt nữa mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho là ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra với dạng Oxygen, ông rồng và bà phượng hoàng hiện ra trên mây. Chưa hết, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho quỷ Satan hiện ra và quỷ mạng xà hiện ra để dằn mặt những kẻ ác. Tức là nếu họ không trả tự do của chúng ta, trở về với chúng ta, đất nước chúng ta được tự do và dân tộc chúng ta được tự do, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì những kẻ đó sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm vô cùng khủng khiếp, hoặc là họ sẽ bị đốt trong lửa nóng nhiều ngàn độ, nhiều ngàn năm. Hình ảnh đã tỏ hiện ra trên mây và tôi đã chụp được, thánh giống cùng đồng bào chúng ta đã chụp được. Thưa đồng bào, tôi bảo đảm cùng đồng bào, bất cứ kẻ nào oai phong lẫm liệt hung dữ cỡ nào đi nữa, nghĩ là mình thoát
on everything khi mà họ đối diện với những hình ảnh mà chúng ta đã chụp được do Cha Trời Thượng Đế toàn năng ban cho chúng ta, để nhắc nhở và dằn mặt những kẻ ác, hung dữ ác độc đó. Tôi bảo đảm đồng bào, họ sẽ run sợ tận đáy lòng của họ, hết trí óc, não, tim, hồn của họ, xác của họ sẽ run sợ nếu họ thật sự không ăn năn sám hối. Thưa đồng bào, tôi đã trình bày trên 3 năm nay và tôi sẽ tiếp tục trình bày, và tôi cần đồng bào đồng hành với tôi để chúng ta cùng nhau làm việc trình bày những phép lạ vĩ đại của Cha Trời ban cho để nhắc nhở cho nhân loại là hãy mau mau sám hối, vì tận thế sắp xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi đã trình bày rất là tường tận và tôi sẽ tiếp tục trình bày. Và thưa đồng bào thân mến, chúng ta có bổn phận nhập cuộc làm việc. Chúng ta cần có ngân sách, chúng ta cần có văn phòng làm việc 24/24 để chúng ta thông báo những phép lạ tin mừng vĩ đại này đến cho nhân loại được biết, để họ được cứu rỗi, cùng lúc họ mới thực sự kính nể chúng ta và quý trọng, quý mến chúng ta. Thì từ đó họ sẽ không đàn áp, bóc lột, trấn áp, hành hạ chúng ta, mà họ đã và đang làm một cách vô cùng ác độc và tàn nhẫn, khủng khiếp đối với dân tộc và đất nước Việt chúng ta hiện tại bây giờ. Kính thưa đồng bào thượng mến, đồng bào hãy suy gẫm còn cách nào khác. Nếu có cách nào khác thì kính xin đồng bào hãy lên tiếng để chúng ta nhận diện, để chúng ta cùng nhau nhập cuộc. Nếu một ai trong đồng bào chúng ta có những phương pháp, những phương cách tốt hơn những phương pháp và những phương cách mà tôi đã và đang trình bày, thì xin hãy lên tiếng để chúng ta cùng nhau đồng hành với vị đó, cũng như giúp vị đó chu toàn công việc cứu nguyên dân Việt và nước Việt chúng ta gấp. Kính thưa đồng bào, vì thế tôi kêu gọi mỗi một hội đoàn, đoàn thể, chính đảng, đảng phái và cũng như tôn giáo, hãy cử người đại diện liên lạc với tôi publicly để chúng ta lên đài truyền hình để trình bày và tỏ lòng ủng hộ nhập cuộc một cách công khai và ủng hộ tài chính cũng như là công sức, khả năng của mình để cùng nhau làm việc. Kính thưa đồng bào, việc này vô cùng vĩ đại và quan trọng, và tôi bảo đảm là thành công 100%, bởi vì chúng ta không có kêu gọi chém giết ai cả, mà chúng ta ngay cả kẻ thù chúng ta đang làm việc cho họ một cái việc mà họ sẽ vô cùng kính nể và quý mến chúng ta, bởi vì chúng ta đem hồng ân của Cha Trời đến ban cho họ, nhắc nhở họ trong tình thương yêu để họ sám hối, ngõ hầu chính họ, linh hồn họ, gia đình họ, con cái họ, con cháu họ được cứu rỗi đời này và đời đời mãi mãi sau này. Tôi bảo đảm cùng đồng bào, khi mà chúng ta đem những tin mừng vĩ đại mà tôi đã và đang trình bày đến cho những kẻ đang đầy đọa dân tộc và đất nước chúng ta, thì không sớm thì muộn, sớm lắm họ sẽ thức tỉnh một cách thành khẩn để mà họ được cứu rỗi đời này và đời sau cho chính họ và con cái họ. Vì thế họ sẽ bắt buộc trang trọng và mau mau gấp rút trao trả quyền tự quyết của dân tộc và đất nước chúng ta. Đương nhiên khỏi bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, bọn con buôn thế giới, bọn tham sân si, và đương nhiên bởi bọn cộng sản siêu quy khuẩn ăn hại. Tất cả những bọn đó, nhóm đó cần phải thực thi gấp theo những điều yêu cầu của chúng ta, và nói thẳng là ra lệnh
của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta bảo chúng ta, nhắc nhở và ra lệnh cho họ là phải làm như thế, thì họ và gia đình con cái họ sẽ được cứu rỗi đời này và mãi mãi đời sau. Thì đương nhiên họ sẽ nghe lời chúng ta một cách rất là trang nghiêm, và chúng ta có bổn phận phải welcome họ bằng vòng tay thương yêu, đùm bọc tha thứ cho nhau. Bởi vì đó là lề luật của cha trời Thượng Đế Toàn Năng.